bé ngày xưa, mặt bé ngày xưa. Cục gạch trong này đấy bố à. Bố không, bố không. Cục đồng trong này đấy bố à. Cái gì mà bố à? Cục đồng trong này đấy bố. À thế à? À, giờ ông nói đi. Cái gì nhỉ? Cục trong này đấy bố ạ. À. Cái gì mà bố ạ? À? Con cho xếp hình vào trong này đấy. À, con cho xếp hình vào trong đấy gì? Đúng rồi, đấy nhiệm vụ của con để làm để cho nó gọn gàng nhá. Để nếu mà có khách đến nhá, người ta còn